Bài thể dục nhịp điệu nữ khối 11 gồm 9 động tác. Động tác 1, động tác đánh hông. Tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1-2, đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chất dưới, mắt trái, mắt nhìn sang trái, thân hướng trước. Nhịp 3-4, đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chất dưới, phải, mắt nhìn sang phải, thân hướng trước. Nhịp 5-6 như nhịp 1-2, nhịp 7-8 như nhịp 3-4. Kết thúc 8 nhịp lần 2, thu chân trái về, tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Động tác 2, động tác phối hợp. Tư thế chuẩn bị: đứng cơ bản. Nhịp 1, dầm chân trái, đồng thời tay trái đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, dầm chân phải, đồng thời tay phải đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, dầm chân trái, đồng thời tay trái lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. Nhịp 4, dầm chân phải, đồng thời tay phải lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. Nhịp 5, dầm chân trái, đồng thời tay trái hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái. Nhịp 6, dầm chân phải, đồng thời tay phải hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải. Nhịp 7, dầm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống, ép sát thân, mắt nhìn thẳng. Nhịp 8, dầm chân phải, đồng thời tay phải hạ về tư thế chuẩn bị. 3. Động tác 3, động tác di chuyển tiến lùi. Tư thế chuẩn bị: đứng cơ bản. Nhịp 1, bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào hai chân trái, trọng tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay. Từ ngoài vào trong, bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, bước chân phải lên một bước, trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay quanh trục cánh tay. Từ ngoài vào trong, bàn tay nắm hờ. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại, bước chân lùi, về và tì gót chân trái. Động tác 4, động tác nhảy. Tư thế chuẩn bị: tư thế kết thúc của động tác 3. 1 x 8 nhịp lần 1. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau, về phía mũi bàn chân, căng thân, mắt nhìn sang phải, ra sau. Nhịp 2, bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 4, như nhịp 1. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng. Động tác 4, động tác nhảy. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 3. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau về phía mũi bàn chân trái, căng thân, mắt nhìn sang phải, ra sau. Nhịp 2, bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng, đồng thời bật nhảy theo nhịp hô và quay thân 360 độ về bên trái, cho học sinh co gối cao, mũi chân duỗi ra. Riêng nhịp 8 lần 2 hoặc lần 4, hạ chân và tay về tư thế chuẩn bị. 1 x 8 nhịp lần 2, thực hiện như 1 x 8 nhịp lần 1 nhưng đổi bên.